Được rồi. Yeah, quá trời nè. Ngon quá cả nhà ơi. Ngon quá. Đã giòn lắm con ha. Nè. Đó. Wow, cơm chiên chiên không ngần á là bẻ hết con. Nè chị đâu có bẻ cả. Ta đâu bẻ luôn, giòn không, luôn. Không bẻ. Cứng nhắc luôn cả nhà. Cứng ngắc cả nhà. Cái này mình có mà làm nước mắm chua á con ha. Rồi mở vô một chút xíu. Chắc mở vô à? Chắc mở vô một chút xíu à, thầy. Chắc mở mình tự làm hay sao? Tự này tưởng là chị làm thắng á, thắng lợi. Thắng mở ha. Thắng mở lợi. Để nhiều một chút xíu đây. Rồi, nhiều cũng được. Chị dễ dùng lắm cưng ơi. Đó. Chị mua mở rồi chị thắng lợi á. Để kho cá này kia nọ. Vậy trước tiên chị để gốc vô trước. Đó, để gốc cải vô trước. Gốc cải vô trước hay chị khác? Ừ, để gốc cải vô trước. Ồ. Gốc vô trước đặng cho gốc nó hơi mềm mềm chút mới để lá vô cưng. Yeah. Hành để bên lại chân nào gốc chính rồi để lá vô để hành vô là xong rồi. Hành mà cải cứng nấu vừa vừa, đừng có gục quá không ngon cưng. Gục quá thành là thành ra đen lại. Vừa vừa. Gục quá để thành ra đen lại, không có ngon. Bây nãy để gốc vô rồi bây giờ Kha để lá vô lại vì tại vì nước đang sôi á. Dạ. Để ra lại chút xíu là xong rồi. Này mau lắm các ơi. Mau ha. Mau lắm. Này là làm trong vòng 15 phút rồi cả nhà ơi. Ờ đó. Đúng không chị Kha? Đúng. Món ăn này là làm trong vòng 15 phút. Cái này để lộn xộn luôn, vừa cao vừa lá vừa hành luôn. Này đúng ra để tiêu chút nó mới ngon. Tại hết tiêu á cơ. Dạ. Ngon lắm cô chú mình á. À, cái chiên, chiên tươi. Chỉ để bột ngọt một chút thôi. Ngon, giòn giòn. Ngon với túi. Ngon con. Ngon. Ngon vẫn nữa. À, chào cả nhà, bữa nay được Kha bàn giao nhà, Kha cũng không có chưa rồi không có gì dùng cô chú mình. Bữa nay Kha đi chợ mua cá biển với cải xanh với một mớ mà hành với em và đang lại cũng mua đồ cho Kha hoài và giờ Kha cũng tình cờ cũng mua được như chị em nấu canh với chiên cá dùng bữa trưa và cả nhà ơi. Dạ. À, chào các nhà, mời các nhà vô theo cô bà đang nghe. Rồi gửi các em cưng ơi. Xếp làm chị đi. Đói bụng rồi. À, bật luôn thế nào bật ra bật. Chị lấy cá lại chị rửa. Hả? Hả? Cưng ấy này. À. Chị lấy cá rồi chị rửa rồi chị lại gỗ. Rồi. Cái đưa gỗ cho chị. Để gì đại đi. Cứ để cá biển này mình mua sao vậy con? Cá biển mua ký 60 à. Một ký 60 Ôi mình mua 1 ký luôn hả? 1 ký luôn. Ôi dùng sao hết? À, chiên mỡ để mỡ chiều kho cứ. À chiên một mỡ để chiều kho một mỡ ha. À. Dạ. Yeah. Đây là cá gì? Cá biển. Cá lọc hả? Cá bạc má. Bạc má ha. Cái này kho mà học cũng ngon cưng. Ừ. Cái ngọt ở đây ký nhiêu chị? Hả? Ngọt đây ký nhiêu? Cái ngọt ký 20. Chị bữa nay bàn giao nhà rồi chị mừng lắm, có nhà mừng lắm cưng ơi. Bàn giao nhà rồi ha. Ừ, mừng lắm. Cái ngọt này ngon nè cô chú. Cưng làm đây chị, mấy con chị chiên mấy con chưa coi rồi nấu canh luôn ha cưng ha. Yeah. Cái ngọt nó ngọt tháng 10 chứ không mấy gì tốt bằng tháng này đâu. Tháng này nhà có một xương của chú. Một xương lại nó tốt lắm. 4 8 con đi.
Từ sáng giờ chị không khai dùng cơm chị chưa? Chị chưa. Chị chưa dùng cơm. Vui quá bên dùng cơm. Chị vui lắm trời ơi. Chị vui không có gì bằng nó cưng ơi. Mày, cô Hoa Đen này uống cà phê không mà sáng chị vậy? Mà 52 tuổi mới có nhà đẹp chị, có cha mẹ chị còn á, cha mẹ chị mừng lắm. Ủa chị muốn tha sữa cá để gì chị khác? Chị để muối vô cơ. Bữa chứ nó. Ừ. Để muối xong rồi muốn để thay chị khác. Hả? Vậy cũng được rồi Tuấn ơi. Chị cũng để đi cũng còn cá. Cái này chị chiên ăn tươi cơ ơi. Dạ, đây là hai chị em mỗi người một tay á. Ờ, hai chị em. Em bà Đen cũng qua thăm chị hôm qua, cũng qua cũng mua đồ cho chị vài, tại bữa nay qua bất ngờ em bà Đen không có được có mua, bây giờ chị cũng mua cho cưng, có gì dùng nấy hả cưng ha. Dạ chị em mình dạ, cái gì cũng được chị em không mà. Ừ, có gì mình dùng nấy. Ôi cô bà Đen lật rau bỏ rau hết rồi nè, nó hư rồi cô chú ơi, nó vàng nè. Ủa, bỏ hết luôn rồi kìa. Không sao nó này, nó vàng rồi cái chú ơi, không không phải mà còn tốt cô bà Đen chị bỏ luôn nha. Vàng hả? Vàng. Vàng ăn được hả? Ăn được với cái già. Cái này cải xanh mình nấu canh rồi mình để mỡ heo vô một chút. À. Cái này là cải ngọt chị ơi. Cải ngọt hả? Ừ. Chị không biết nữa. Đó, chị chiên ha, cưng làm đi chị chiên ha. Dạ. Yeah. Rồi chị Mộng Kha đã rửa cá xong rồi, chị chiên. Ồ, cả nhà đây là cá cũng bị xong rồi ha. Ừ, chiên. Chị để vô gỗ đây cho nó ráo nước rồi mình để chiên. Cũng vậy được rồi chứ. À vậy được ha. Chiên ha. À, mình để chảo cho nó cho nóng mới để ha. Dầu vô. À, để nóng mới để dầu vô ha cả nhà. Đây. À ấy hết trơn cưng ơi. À cá chiên cưng. Tan hết đó. Ừ. À là nó bể hết không? Ừ, này trước khi Kha đổ dầu vô. Này để dầu cho nhiều một chút cả nhà. À cho nó giòn ha. Ừ cho giòn. Dạ. Yeah. Đó. Ồ, nhập luôn. Này chị cũng chiên rồi cũng để lợi nó cứng không có mỡ. Dạ. Tại chị mình ơn chị có gì dùng nấy ha. Dạ. Yeah. Chị chị lấy đũa thôi. Dạ. Nó cơ. À rửa nhỏ nhỏ hết đi ha. Ừ, rửa bự quá nó khác á. Cá này cũng không biết chiên là bấy nhầy hết trơn. À, vậy đúng không anh? Mình ừ. Để lửa lớn quá không được cái khác. Ờ, à, để lớn quá. Để lửa lớn đi cho dầu nó ừ. Nóng cái đi. Ừ, cái này cũng vừa nóng, cái nào chân nào xèo xèo là để ra được. Ừ. Em mà đang lợi sáng giờ chắc đói bụng rồi, chị cũng đói nữa. Dạ, cô bà Đen bỏ hành, bỏ rau nhót luôn. Lá hư, cô chú ơi. Ôi, bỏ hết vậy, cô bà Đen. Lá hư. Lá nó vàng. Ừ. Ăn nữa rồi. Có ăn nữa rồi một thau nè. Ờ, hết ăn nữa luôn rồi. Không có đâu. Trời ơi. Để cá vô. Để cá vô. Cái này đó. Để mình phải lật lật vậy nè. Chiên cho nào vàng mới được. Ừ. Bây giờ chị cái nước cũng có. TV cũng có, tủ lạnh cũng có, gì cũng có. Chị vui lắm, mừng lắm cưng. Yeah. À, cô chú chị ơi, thì sau này chú thợ làm nhà cho chị Mộc Kha nè cả nhà. Sau này cũng sẽ đi làm nhà cho cô Hòa Đen nha cả nhà. Thì nhà cô Hòa Đen còn mấy ngày nữa làm báo với chị Mộc Kha và quý bà con có bán được biết luôn. Dạ. Yeah. À, Khai Công bữa mùng 4, 13 tay trên, mùng 4 dưới. À, 13 tay trên, 14 dưới ha. Dạ. Rồi mình cắt ở đâu như thế nào? Cắt ngay xã Duyên An, có chú không phải mà cắt ngay chợ Mỹ Xuyên luôn nha. Dạ. Cắt ở nhà bên đất chị cho đất. Dạ. Bề dài sao? Bề dài 12 mét, bề ngang 6 mét. 13. À, bề dài 13 mét. À, bề ngang là 5 mét. 5 mét. Dạ. Cưng có nhà vậy chị mừng lắm cưng ơi. À. Chị cũng có nhà rồi cho cưng có nhà vậy đây chị em mình có nhà. Cô Hòa Đen có nhà thì chị còn Kha có ghé thăm cô Hòa Đen không? Ờ, cũng có, chị cũng để bán cho số chị gần ảnh chị cũng ghé thăm cưng ơi. Dạ. Đó. Tại biết sao chị cũng mấy gì biết ra chạy xe này cái nọ cưng ơi. Ở giai đoạn của hàng chi cô Hòa Đen nói là rau mà nó vàng là nó không ngon. Đúng rồi ha. Đúng rồi. Vàng nó già. Bây giờ cô Hòa Đen bỏ vàng đến là thấy cải nè, non xèo luôn, trắng bóc luôn. Đó. Trắng hơn cô Hòa Đen nữa. Trắng hơn tại vì cô chú biết không, cái vàng này nó già rồi, nó mới vàng.
Dạ rồi, nó mới vàng đó hả? Dạ, cái đó là bia bia bên bên nước ngoài á. Để bột ngọt vô một chút. À, để bột ngọt một xíu ha. Ừ. Dưa dưa đó kìa. Cho có ngọt ngọt đó. Cá chiên ha, cá chiên tươi cả nhà. Cái này mình để cho nó vàng mình mới lật không? À, cho vàng mới lật tương. Vàng mới mình mới lật. À. Nó không có bể thịt không? À. Cá này khó chiên lắm cơ. Khó chiên. Không biết là chiên ta ăn nó bấy ngày hết trơn. À. Mình biết là bấy ngày hết ha. Ừ. Đúng rồi. Còn tô ở đen thì không biết cũng lật ra bỏ hết luôn hả? Ê, lật ra nó lật ra cá hư mới bỏ. Hư mới bỏ hả? Này mau lắm, chiên cá xong là nấu nước sôi rồi để mà tép mỡ vô một chút rồi để rau vô là. Ủa, tép mỡ hả? Có nè, chị Thắng rồi sáng nè. Ủa, một hũ luôn hả? Chị Thắng rồi sáng. À, đây tép mỡ nè. Để mình nấu canh để tép mỡ vô, để rau vô, để gốc trước á. Nó để ấy ra. Ừ, đó. Đây, cô bà em rửa rau nè cả nhà. Hồi kia là cô bà em đến đây rửa rau là ở sông không? Dạ. Rồi sau một tuần quay trở lại thì rửa rau trong nhà. Trong nhà lại. Rau ngon ha, cải ngọt. Này mình nấu canh cũng được phải không? Nấu canh xào cũng được. Nấu canh xào cũng được. Cũng được. Nấu canh xào gì cũng được hết trơn, mình xào canh xào ăn sống cũng được nữa. Gì luôn á hả? Mà ăn sống mà dùng sống là cô chú phải lựa cọng nhỏ. Cọng nhỏ à? Cọng nhỏ lại cải ốm ốm á. Chấm với dùng sống ngon hơn cây bự. Chấm với kho cũng được. Chấm với gì cô? Nước cái kho và me cũng được, kho lạc và me đó. Ngon lắm á ngon. Tính nghe cô chú biết dùng cải ngọt này ăn sống á, dùng sống á. Ngon hơn cải xác nữa. Ngon hơn luôn hả? Ngon hơn. Đó. Ngon hơn cải xác mình luôn á. Nó có đắng hay là sao không? Không, nó giòn giòn. Cái này gì á là nó không có đắng, cải xác nhầm khi nhầm mùa nó đắng lắm nha. Ừ. Nhầm mùa đắng, cái này không. Nó già nó đắng chứ. Nó giòn, không đắng luôn. Cải này là không có đắng. Đó. Cải này không đắng, dùng sống ngon lắm á. Ngon hơn cải xác nữa. Đó, cô chú cắt cọng ra cọng nha, lá ra lá nha cô chú. Cọng để trước, lá để sau. Sao vậy? Mình để một lượng không được hả? Không được, tại vì cọng nó cứng, để cọng chín nó mới để lá. Ừ. Nếu mà để chung cọng với lá để chung là cái này nó mềm mèo bay nhặn hết chừng. Nó mềm hết hả? Dạ. À, tức là lá nó chín trước. Lá chín trước là mình nấu, cô chú nấu là để cọng trước. Cộng trước rồi cộng chín mới để lá sau. Yeah. Lá để xuống sau rồi nó teo rồi, nó sôi rồi để teo rồi. Còn cộng nó hơi lâu. Cái này là mình phải sắp lại cho ngay ngắn hay sao chưa? Dạ, sắp để ngay ngắn để cắt nó. Dễ cắt ha. Dạ. Vì đâu có điều được, nếu mà mình không sắp á thì nó không có điều. Rồi mình nấu mà mình để còn giống như là để nguyên si được không? Phải nguyên cọng hả? À. Không được, nó dài quá. Nó dài. Dài quá à? Ừ. Nấu canh phải cắt vậy đó, xào cũng cắt vậy luôn. Xào cũng có dùng sống á thì để nguyên si. Ừ. Mà dùng sống á thì mình lấy à? Mình quắn rồi phần lấy cọng nhỏ. Cọng nhỏ mới ngon, cọng bự không mấy gì ngon. Cọng nhỏ á. Rồi nấu nước luôn ha, chị để bắt nước lên rồi. À. Mau mau. Chị còn pha lấy nồi để bắt nước ha. Bắt nước nhà. Lên cả nhà. Cải này dùng sống ngon lắm á. Ngon hơn cải salad. Ôi da, bắt nước lên. Thấy nhiều dĩa cái chừng nó canh hồi teo còn chút à. Teo còn chút à. Mà tại sao mà người ta đi chợ những cái cải ngọt bự nó dài vậy? Người ta không mấy gì thích. Tại vì cái cây nó không ngon bằng cái ngọt thường mình trồng. Cái cây đó bự quá mình ăn nó có chất chua. Dùng chất chua. Ê, sao vậy? 7-9 giờ thì cô Hòa Đen cũng đã làm... Xong rồi, bây giờ cắt đầu hành nha các chú. Để hành lại ha. Dạ. Cũng đã cắt cải xong rồi ha cả nhà. Dạ. Ủa hành này sao con thấy người ta cắt nhỏ nhỏ chứ mà cô cắt dễ vậy? Đâu có, hành này là cắt nấu canh nào cắt cái gì? Cắt vậy hả? Ờ. Còn nấu cháo này nọ, nó không tiếu rồi nó cắt nhỏ. Cắt hả? Ừ. Còn nấu canh thì nó cắt vậy đó. Dạ.
Thôi cả nhà ơi, cá cũng đã vàng rồi ha. Vàng rồi, Kha sẽ đặt lên. Lật lại, lật lại nó ha. Ô cả nhà, đây, ô gì một hai chim cũng hay dữ ta. Hay lắm chị, luôn nó luôn nhẹ nhẹ tay, con nó chân nặng tay gãy hết trơn á. À, chi nặng tay là không được ha. Ừ. Thì nương nương còn giống con chị. Nương hả? Ừ, nương. Con ấy là gãy hết. Là nó bể thật. Bể thật. Thì có cưng tại cá tươi hết con người. Cá tươi hay không chiên? Chiên, không biết chiên là gãy hết rồi. Cũng nát hết trơn luôn á. Nó nát hết luôn. Bấy ngày luôn. Dạ. Cưng chiều nó từ từ ha. Từ từ. Nhớ thì lửa viêu nhỏ luôn. Chị mấy ngày nữa chị cũng đi bán giá số rồi con ơi. Mấy ngày nữa chị cũng đi bán à. Ủa sao để nó chi vậy cô? Để cho nó phùng thịt lên, đừng cho nó dính chảo. Nó chín ở trước rồi chín ở trên rồi chín ở dưới luôn cơ. Vậy ha. Nhưng mà nó giòn không? Giòn lắm cơ. Giòn ha. Bữa nào chị cất nhà xong xuôi rồi chị đi tát cá cơ. Tát cá nhỏ nhỏ, các con cá thí nhỏ nhỏ, rồi cá rô nhỏ nhỏ, cá sạc rồi đó. Chị kho khô, kho tiêu á, để tép mỡ vô nè. Ngon lắm cơ. Bây giờ lại á cả nhà, tại vì á, chiên là đậy nắp là lý do sao cả nhà? Thứ nhất là có văng đúng không? Ừ, không có văng. Mỡ không có văng nữa. Yeah, nhưng mà đẩy có chút là đúng không? Thứ hai là chín đều nữa, không chín có dính chảo nữa. Dạ. Yeah. Đó. Thấy không con thấy nè. Dạ. Yeah. Đâu có con nào dính hết con. Yeah. Không biết chiên là lấy sạn không ra luôn đó. Đó, đầu tiên nấu nước cho xôi cái này đúng ra mà xào á con, xào tỏi cho xào tỏi với mỡ cho rồi mới đổi nước vô, cái này chị hết tỏi rồi. Hết tỏi thì mình nấu nước cho nóng, nấu nước cho nóng bột đầu mình để gia vị vô trước tiên ha. Chị tính để nước mắm rồi còn chút chị không có để muối để nước mắm để chấm không ơi. Dạ. Để muối một chút xíu. Đó, để gia vị. Đó. Có mình nêm trước hả? Nêm trước nè, chỉ như thôi coi cưng ơi. Dạ. Vì cái này đúng ra mình cho nó ấy chút đi, đừng có cho mặn quá. Dạ. Chứ không mình chấm có nước chấm nước mắm này cái nọ cưng. Dạ. Mình chấm mặn quá mình làm không được đâu. Này thì để bột ngọt vô. Bột ngọt cũng để dừa thôi cưng. Nè. Khoảng mấy hộp? Đó nè, cưng nè. Dừa thôi. Để nhiều quá cũng không ngon lắm cưng. Mình nấu trước là vừa ăn thôi á. Nấu vừa ăn thôi. Để đường một chút xíu. Đường chút xíu. Đường nhiều thôi. Rồi. Đo nước sôi đó. Chị lật cá lên. Rồi, cá đã chín rồi. Đã chín chưa? Chín rồi. Giòn luôn rồi. Tắt lửa rồi, chị lật lên là được rồi. Yeah, quá trời. Ngon quá cả nhà ơi. Ngon quá. Đã giòn con ha. Nè. Đó. Wow, cưng chiên chiên không ngần nó là bẻ hết cưng. Nè, chị đâu có bẻ cả. Ta đâu bẻ luôn, giòn không, luôn. Không có bẻ. Cứng nhắc luôn cả nhà. Cứng nhắc cả nhà. Cái này mình có mà làm nước mắm chua á cưng ha. Chấm rau chấm ăn ngon. Ăn đã luôn, bá cháy bò chét luôn cả nhà. Ngon cả nhà nè. Nè, cả nhà nè, thấy giòn cả nhà nè. Đó, cá chiên tươi đó. Dạ. Rồi. Này xong rồi để lại cho ấy chút nước. Đó, để lại là nó không dầu á. Nước đã sôi rồi. Rồi. Cũng vậy cũng được. Này để nước sôi ha. Nước sôi rồi cái đầu chị để tép mỡ vô một chút xíu. Tép mỡ vô à? Tép mỡ vô một chút xíu tại. Tép mỡ mình tự làm hay sao? Tự này tưởng là chị làm mà thắng á, thắng lợi. Thắng mỡ ha. Thắng mỡ lợi. Để nhiều một chút xíu đây. Rồi, nhiều cũng được. Chị dễ dùng lắm cưng ơi. Đó. Chị mua mỡ rồi chị thắng lợi á. Để kho cá này kia nọ. Vậy trước tiên chị để gốc vô trước. Đó. Để gốc cải vô trước. Gốc cải vô trước hay chị Kha? Ừ, để gốc cải vô trước. Ồ. Mở cải vô trước hay nè. Gốc vô trước đặng cho gốc nó hơi mềm mềm chút mới để lá vô cưng. Dạ. Hành để bên lại chân nào gốc chính rồi để lá vô để hành vô là xong rồi.
hành mà cải cứng nấu dừa dừa, đừng có ruột quá không ngon cơ, ruột quá thành là thành ra đen lại. Ừ. Dừa dừa nó không ngon ruột quá để thành ra đen lại không có ngon. Bây nãy để gốc vô, vô rồi bây giờ Kha để lá vô lại, vì tại vì nước đang sôi á. Dạ. Đó, để lại chút xíu là xong rồi. Này mau lắm các ơi. Mau ha. Mau lắm. Này là làm trong vòng 15 phút rồi cả nhà ơi. Ờ đó. Đúng không chị Kha? Đúng. Món ăn này là làm trong vòng 15 phút. Cái này để lộn xộn luôn, vừa cao, vừa lá, vừa hành luôn. Này đúng ra để tiêu chút nó mới ngon, tại hết tiêu á cơ. Dạ. Chị không có tiêu, hết tiêu rồi. Vậy là mình bỏ tép mỡ rồi ha. À, bỏ tép mỡ rồi cả nhà. Rồi xong cái mình đậy nắp lại hay sao? Đậy nắp lại cũng được, để ấy vô chút, để chị không để dầu vô đâu, chị để dầu chị thắng nè. À, mỡ heo ha. Mỡ heo để thắng vô, để chút xíu là cho mềm cải cơ. Cho mềm cải hả? Nè, để như thế. Rồi, quá trời ngon cả nhà ơi. Đó, đã xong rồi đó. Mình có cần đậy nắp lại không chị ha? Đậy vô luôn. Đấy, ha. Đấy. Đấy. Chị múc ấy ra, cá ra, cá chiên đã chín đã giòn rồi, Kha gấp ra để cho thao. Cái này đúng ra gấp lại để dĩa, tại Kha không có dĩa để thao. Đó. Rồi quá trời ngon cả nhà. Này quá trời ngon. Cá thì đã giòn ngon luôn, nó không còn nào bẻ hết trơn đó. Xong rồi để nắp để dầu lại, có cá gì kia ăn thêm nữa. Ôi, canh đã chín luôn cả nhà ơi. Canh chín luôn. Canh chín luôn. Ồ, nhanh vậy ha. Ừ, nhanh lắm. Đó, rồi. Canh chín là cũng đã tắt lửa rồi ha. Tắt lửa luôn, chỉ đậy chút xíu rồi giòn cơm xong là múc canh ra luôn. Dọn cơm cả nhà. Dọn cơm cả nhà ơi. Múc canh ra. Nó quá trời thơm, thơm hành luôn cả nhà ơi. Thơm ha. Thơm hành chứ mà mỡ heo thắng á cưng. Dạ. Cưng biết sao không? Mỡ heo thắng á thì nó chiên thì mình để dầu ăn á cưng. Dạ. Nó ít có hao dầu chiên. Còn mình để canh này cái nọ đó, mình để mỡ heo mình vô mình ngon á cưng. Dạ. Đó. Còn chiên thì mình lấy mỡ mà dầu ăn á, chiên. Đó, cả nhà quá trời ngon. Rồi, đó, cái chiên tô canh đã xong. Chỉ nhớ có mà. Ố, quên nữa. Còn tiêu, trời ơi, còn tiêu chút cả nhà ơi. À, để bỏ miếng tiêu á. Đó, để nước chút cho đẹp. Dạ. Hồi nãy nói không có tiêu, bây giờ Kha thấy còn chiên chút nè, để vô cho nó đẹp, cho thơm luôn. Tiêu với hành luôn, thơm luôn cả nhà. Wow, quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Để, hết luôn, để lên chút, còn để hết luôn. Nhiều vậy để vô rồi ha. Nè cả nhà ơi, đó, tô canh. Wow, ừ. Đó, cá chiên. Dẻ nãy rồi. Rồi chị hết ớt luôn. Một tay nha, à, đó. Một canh luôn ha cả nhà. Ừ, rồi. Dọn cơm rồi dùng cơm luôn, cưng rồi. Yeah. Mời cả nhà dùng cơm với cô Quả Đen với chị Mùng Kha nghe. Yeah. À, bữa nay có canh với cá chiên. Rồi. Đó, cả nhà ơi, trước khi Kha dùng cơm, Kha mời cả nhà dùng cơm với Kha, cô chú mình dùng cơm với Kha luôn, ngon á. Kha, cả nhà này cá chiên, chiên tươi, cả nhà này nước mắm ớt. Bên này canh. Canh xà, canh cải xanh. Cải xanh hả cưng? Cải ngọt. Cải ngọt chứ tép mỡ, cô chú ơi. Ngon. Để tới ngày dùng cơm với cô Quả Đen nha. Ủa sao cô Quả Đen múc cơm riêng với cô Quả Đen? Nó nóng. Sợ nóng. Rồi cô Quả Đen dùng cơm nóng cũng được. Ừ. À vậy là quen cũng được. Ừ. Múc ra một miếng để cho nguội. Dạ. Yeah. Ngon không cưng? Ừ. Cải quá trời ngon. Ngon. Ngon lắm cô chú mình ăn. À, cái chiên tươi chỉ để bột ngọt một chút thôi.
lắm, giòn giòn. Ngon với chú ơi. Ngon con. Ngon. Ngon vẫn nữa. Ôi, chú gì hết chén rồi đó hả? Bơ ít ít đâu con. Ít ít rồi. Con chị bơi đầy á. Ăn ngon cái cưng á. Có canh á, lùa mau lắm của chú. Lùa mau lắm à. Em sao chị mua món này, thì em và đang dùng món này nè. Món này em và đang thích, còn gì khá khá em và đang không dùng đâu. Chị biết cưng mà. Cá lóc, cái chê, cá vô luôn. Có biển thì em và đang dùng ha, đúng không? Cứ lợi nhà chị mấy lần chị biết cưng dùng gì chị biết. Chuyên thì ngon hả cưng ha? Ừ. Ờ cưng tới mùng mấy cưng khởi động nhà ta. Mùng 4 ở dưới ạ. Mùng 4. Ở trên là 13 tay. Cưng chỉ cũng gần tới hơn hả? Dạ. Ừ. Bây giờ cũng mừng cho cưng cho chị em có nhà có cửa đấy chị. Bây giờ chị có nhà rồi chị mừng lắm cưng. Em cũng vậy. Giờ có nhà ké năm cái mưa ra, ké mưa mừng. Con chị không nhờ cô chú mình giúp đỡ cho chị, còn nhờ mấy em Bình, em Trung, em Vũ, em Tính, Hồ Vy lên á, nhờ gì mấy cô chú mình ở ngoài biết á, giúp đỡ cho mình không ấy, không có lúc cô lắm. Chú mình không biết đâu. Chị mừng lắm. Dùng cá nhiều nhiều đi con. Dạ. Chị ăn miếng xương luôn hả? Chị hết cho ăn đầy. Mình đói gì dùng cơm ngon hả cưng hả? Ừ. Chứ sao mình nấu canh cải mình để nước nhiều cũng dùng không có ngon hả cưng hả? Ừ. Nước vừa vừa giống xào, nước hơn nhiều hơn xào chút. Cải này nè, con nấu rụt quá cũng không ngon hả cưng hả? Nấu rụt quá cũng ngon, nó vừa 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 vừa. Con nói hả cưng? Cải này nấu rụt quá nó mềm. Ừ. Mềm mà bay mà hả? Con mà hơi đang đang lại. Ừ. Con nghĩ còn tươi. Cải thì ngon, cải nhà. Cưng biết sao tép mỡ mình là muốn cho giòn, cưng biết làm sao lấy chiên lại á, mới giòn lại, cưng chiên lại. No hả cưng hả? No rồi. Ừ. No không em cưng? No rồi. Ngon quá. Nhà chị không giống nhà cưng dùng cho no, em cũng mất cỡ chị. No rồi, nếu mà em mất cỡ em nữa dùng đó chị. Chị em mình. No rồi. Nước cưng. Qua thăm chị vậy chị mừng, chị vui lắm cưng. Nè, dùng cơm rồi, bây giờ cô quả đang dùng nước, mời cô chú dùng nước cho cô quả đang nghe. Nói à. Ngon quá chị.
Đúng rồi. Như là cô Quả đang nói với cô chú nha, như là nấu xong rồi, bây giờ cô Quả đang cũng dùng xong rồi. Cô chú, chị em, cô con cháu rồi có dòm cái clip cô Quả đang dùng gì đó, lên like cho cô Quả đang nghe. Ở đây bữa nay ăn với chị Mông Kha rất là vui. Nhà chị Mông Kha rất là đẹp. Đó, bữa nay chị Mông Kha mua cá với mua cải nấu canh cho cô Quả đang ăn đó. Cá biển chiên, canh, cải ngọt. Dạ, cả nhà ở bữa nay, bữa chiều, trưa nay Kha với em vợ đen cũng làm món dùng cơm cá chiên chứ nấu canh cũng đã xong rồi, vừa giờ dùng cơm cũng đã xong rồi. Mà cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi Kha với em vợ đen nha. Mà cô chú mình thương cho em vợ đen với Kha, một người 20 like, 10 like, 100 like, 1000 like cũng được nữa cô chú mình ơi. Dạ, bye bye cô chú mình.